Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Động Vật Nhỏ. Chúng ta cùng quan sát con này nhé. Nó đang đậu ở trên dây neo của cây sắn dây nhá. Nó có màu xanh này, nhiều con bọ dừa các bạn ạ. Các bạn cùng mình quan sát nhá. Nó có màu xanh tương đồng với cây sắn dây dại này luôn nhá. Đây mình cho các bạn xem là sắn dây này. Nó rất là bé luôn. Chắc chắn là nó ăn nhựa của cây sắn dây này hoặc là lá sắn dây. Đấy, nó bám vào cây thân cây sắn dây các bạn này. Bám rất là chắc nhá. Mà nó còn đi theo cả đàn nữa. Chi chít này các bạn này, 2, 4, 6, 7 con, 8 con là mấy người. Nhiều lắm các bạn ạ, mà
phần bụng nó kiểu như có răng cưa, mới đầu mình tưởng là lông hoặc là chân cơ. Rất là nhiều, mà theo như mình quan sát thì con này không có cánh các bạn nhé. Cho con là bộ, con bộ dệt. Con bộ dệt nó bé hơn. Để mình thử thấy que động và xem nó còn sống không nhé. Thấy nó bất động mọi người, để tưởng nó chết. Ui, nó bám chắc đó các bạn. Nó còn sống ấy. Thật là kinh khủng. Như kiểu nó sống hơn bầy đàn em. Nó toàn đậu ở cái màu 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 cây thôi các bạn. Thôi các bạn, cùng mình quan sát đến đây là hết rồi nhá. Nếu bạn nào mà muốn quan sát thêm thì hãy tua lại video nhá. Còn bây giờ thì mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Nếu bạn nào thấy hay nhớ like và đăng ký kênh cho mình nhá. Xin chào, tạm biệt các bạn ở những video sau.